bạn nha. Thì hôm nay tiếp tục mình quay hai chiếc AB này, thì mình sẽ xem thử cái chiếc AB nào nó có kiểu dáng nó đẹp hơn, cái vọc đẹp hơn. Thì sau 10 năm, sau 10 năm thì nó thay đổi như thế nào. Thì bên ta khỏe mình đây là cái chiếc AB 2010 này. Mình ta trẻ đây là 2020. Thì sau 10 năm nó thay đổi những gì, thì mình sẽ coi cái gió này. Thứ nhất thì sau 10 năm thì nó cũng có nhiều đợt rồi, nó có hai đàn, rồi một đàn hai đàn gì cũng lắm hết. Nhưng mà bây giờ kiểu gió 2010 này là một đàn này, còn 2020 này là hai đàn này đó. Cái mâm này, cái mâm nó được 6 lóa mà nó cuộn tròn này. Còn cái mâm 2020 thì nó 5 lóa, nhưng mà nó có những cái này thì nó sẽ có những cái đòn, cây sát đòn này để cho nó mạnh hơn này, bánh mâm nó mạnh hơn này. Nhúng thì mình không thấy có gì thay đổi hết, nhúng mình thấy nó cũng giống tự tự nhau. Thì chắc cái độ bền thì mình cũng không đánh giá, mình không biết. Rồi mình lên cái mặt trước này. Đây cái chiếc AB 2010 thì nó có cái độ bào vậy nè, nó có một đàn trước này, xi nhanh nó lên đây, đây là xi nhanh đây, thì nó lộn bên đây dài, chứ còn nó xoắn này, nó xoắn chỉ đây thôi, chứ đèn xi nhanh thôi. Còn cái đèn này nó điện đây, nó chỉ để cho nó đây. Còn 2020 thì nó hai đèn này, thì nó khó là ngầu, nó có hai cái đèn đờ mi này, đèn xi nhanh này. Nó sơn khó đẹp. Rồi tiếp tục là cái phần đầu này. Phần đầu mình nghĩ cái mổ này, mình nghĩ hai chiếc nồ cũng đẹp, nhưng mình đeo đánh gió của mình nha. Cái mổ của AB 2010 cũng khá là đẹp nè. 2020 mình nghĩ cũng đẹp, nhưng mà mình đánh gió, mình theo quan điểm mình gió 2010 mình cũng thấy cái mũ để nó đẹp hơn, chứ mà không đẹp hơn bao nhiêu, nhưng mà đẹp hơn cái đây mình cũng nhận nó đẹp hơn xí. Cái nó cũng đẹp, nhưng mà thế nào đánh gió cái 2010 mình nó thiết kế thấy cũng nhận đẹp hơn xí. Rồi tiếp tục đầu tháng thì đây khóa đứng bánh này, thì 2020 thì nó 150 nó được thiết kế như vậy, khá là đẹp hơn những cái kiểu dáng vậy. Rồi tới mặt đồng hồ tiếp tục mặt đồng hồ mặt đồng hồ cao này, đây tất cả đều mặt 2010 đều mặt đồng hồ cao. Còn 2020 thì nó đã thay đổi máy đầu, rồi nó lên đồng hồ lần đầu tiên 2020 thì nó lên đồng hồ điện tử rồi đó. Ừ thì mình từ hầu ra thì bình xăng nó để đây, thì từ hầu giờ nó vẫn không thay đổi nè, cái kiểu gió nó không thay đổi thôi, còn nó không thay đổi thấy cái chỗ gốc chân làm sao không giống nhau gì, không tốt hết. Xe cũng mới đi về nên nó cũng hơi khó là vừa.
rồi tới phần những cái phần ví dụ lốc máy này, nó chịu gió nó không có nó không có khớp gì thì không bô cũng vậy, bô cũng vậy, bô này cái cây thâm nhớt này, cây thâm nhớt bên này cũng cây thâm nhớt, nó quấn với nhau trong bờ, nó có cái phần đuôi, phần đuôi thì mình nghĩ cái đây nó bào, nó bào như vậy mình nghĩ phần đuôi cá nào cũng đẹp. Hai ngọn 10 thì nó nhọn hơn, nghĩ 2020 nó cái phần đuôi đây chỗ đây đẹp hơn nhiều. Nhưng mà cái phần dưới đây thì mình đánh giá cái 2010 mình có thấy nó lùm đơn điệu, nó gọn gọn, nó đẹp hơn á. Phía sau thì cũng dài hơn, mình có ốc động cơ này, thì động cơ đây là 110, còn cái động cơ 2020 đây phiên bản này 150 luôn, có phiên bản 125, nhưng cái đây là phiên bản 150 luôn. Rồi tiếp tục tới phần ủ khóa này, thì 2010 thì nó được nó chỉ xài ủ khóa như vậy thôi. Không có chỗ mà mở yên, mở yên đây, rồi mình mở yên rồi này, ngon rồi này. Rồi còn 2020 này nó là chìa khóa thông minh rồi này đó. Đó, hai cái cốp. Hai cái cốp thì mình đánh giá cái cốp 2020 nó rộng hơn. Có 2000 luôn, thì mình lái xuống mình bỏ xuống này. Rộng hơn cái cỡ ở đây 22 lít. Còn ở đây cỡ 18 lít, mình không biết không có bao nhiêu, mình đoán cỡ 18 lít. Thì 2020 hay 150 thì nó có cái chủ sạc điện thoại luôn nè. Thì 2020 thì cái cốt nó được cách nhiệt này các bạn, nó rất là mót, mình chạy đi nó vẫn rất là mót. Còn 2010 á thì nó không được mót lắm, nó hơi còn hơi nắng. Rồi đang cốt. Đó là mình sẽ quay lại một vàng. Thì 2020 thì nó chỉ có tim là tim cái tim đây với là tim nữ luôn. Còn 2010 thì tim nó là tim gió này, phần tim gió này. Cái đây tim nữ như mình được cái này. Còn gió này. Còn 2020 là tim nó được lên nữ luôn. Có là đẹp. Rồi mình sẽ quay lại một vàng nữa để bọn xem. Thì theo mình thì hai cái đời mà đời 2010 và cái đời 2020 thì mình nghĩ là hai cái đời xe là đẹp nhất của những cái đời xe của chiếc OB. Mình nghĩ cái đời 2012 là cái đời xấu nhất, và 2014 và cái 2014 được hơn là 2015, và cũng đẹp, nhưng mà mình nghĩ theo cái đời là đẹp nhất, cái đời 2019 này, 2010 đây, cái là 2020 là hai cái đời xe đẹp nhất á. Thì theo ý kiến riêng của mình nha. Còn nếu các bạn thấy cái ý kiến mỗi người, thì nếu mà cái ngoại hình mà mỗi người sẽ đánh giá cái ngoại hình nó khác nhau. Thì nếu các bạn có cái ý kiến khác thì cứ comment dưới video thì để mình bình luận thêm nha. Đó, mình sẽ quay lại một vòng nữa cho các bạn xem kiểu gió xe nào đẹp hơn.
mình nếu mình quen cái phần quan trọng nhất nè là cái đĩa này. Nếu mình quen cái phần quan trọng nhất đó, là cái đĩa này. Cái đĩa là cái đĩa hai ngọn bạc, hai ngọn mực đây. Thì đĩa đây nó lộn cũng rất là đẹp nhưng mà không có phanh nào bé ấy nha các bạn. Thì cái đây là cái đầu tiên Honda nó trang bị cho AB phanh ABS này. Thì cái mà phanh ABS mình cũng nhận nó rất là hữu ích, rất là cần đó. Thì tấm phanh ABS này thì cao 10 năm á thì nó đã thay đổi như vậy đó. Rồi thì video của mình đến đây cũng hết nha các bạn. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ cái nào hồi nãy mà thấy cũng thấy ha thì các bạn nhớ cho mình một like và một đăng ký và nhớ bấm chuông để nhận những video mới. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Quay mà thằng con nó cứ nói